Chào các anh chị, thì hôm nay em sẽ nói về những cái thương hiệu của đàn piano cơ cũ. Thì nếu như các anh chị nào đang quan tâm mà mình muốn tìm hiểu, mình muốn mua một con sản phẩm piano cơ cũ dành cho con em mình hoặc là cho bản thân mình trong bước đầu tiên mình học piano, thì em sẽ cho mình những cái thương hiệu mà đa phần nó sẽ nổi tiếng ở Việt Nam nha, để cho anh chị có thể có một cái nhìn dạng như là tổng quát hơn về những cái thương hiệu này, và mình có thể từ đó mình có thể đúc kết ra và mình nên lựa chọn những cái mã hàng nào trong những cái thương hiệu đó thì nó sẽ hợp lý cho mình. Thì cái thương hiệu đầu tiên dĩ nhiên sẽ là Yamaha. Thì có thể nói là Yamaha là một cái thương hiệu gọi là quốc dân của Việt Nam chúng ta. Thì với một cái đàn Yamaha cũ thì chúng ta cần khoảng bao nhiêu ha? Thì ở đây em sẽ nhận xét về hai cái chiều hướng. Thứ nhất là một cái nghệ thuật và một thứ nữa là kỹ thuật. Nghệ thuật thì sẽ nói về những cái âm sắc, âm màu và cảm giác chơi và âm thanh nó phát ra. Còn cái kỹ thuật là những cái bộ máy bên trong và những cái cấu tạo của cái đàn ha. Thì đây là clip đầu tiên, thì em hy vọng mình sẽ đăng ký kênh và chia sẻ hoặc là like. Nếu mà cảm thấy nó ok thì lần sau em sẽ làm những cái clip em sẽ phân tích sâu hơn về cái đàn piano để cho mình có thể có cái nhìn rất là thiết thực để mình mua một cái đàn piano cũ chất lượng nha. Thì Yamaha, nếu mà xét ra theo ý kiến cá nhân của em á, nếu một cái cây Yamaha mà chúng ta có thể mua về chúng ta chơi ổn thì ít nhất cũng khoảng tầm 34 triệu đổ lên. Thường thường em thấy Yamaha mà piano cơ cũ á, cái giá nó sẽ dao động từ khoảng 34, đó là những cái cây có chất lượng ổn định nha. Tầm khoảng 34 nó đổ vài tới 100 mấy, đó là upright. Còn ren thì nó sẽ đắt hơn nữa, nó tầm 300-400 nó cũng vẫn có những cái đàn cũ. Có một cái câu hỏi là piano Yamaha dưới 30 triệu, 20 triệu, 15 triệu mình xài có được không? Dạ xin thưa là vẫn xài được, nhưng mà nó sẽ không hay, chất lượng nó sẽ không ổn định ha. Đa phần những cái cây dưới 20 triệu này kia đó là nếu mà những cái cây U1G, U1F thì các anh chị nên xem lại nha. Nếu mà những cái sản phẩm đó là U1D này, U1C này thì cái giá đó thì mình có thể chấp nhận được, tại vì nó sản xuất tầm khoảng năm 1956 cho tới năm 1965 đó. Thì em sẽ phân khúc ra những cái tầm giá của Yamaha. Ví dụ như anh chị có từ khoảng 35 triệu đổ cho tới 55 triệu thì mình sẽ có những cái dòng sản phẩm nào để chúng ta tham khảo đối với Yamaha. Thì chúng ta sẽ có những cái dòng là U1 nè, U1G, U1E, U1F. Còn cao hơn tí thì tầm khoảng 47 tới 55 thì chúng ta sẽ có U1H, U3F, U3E. Đó là những cái model mà của Yamaha mà tập phân khúc đó đa phần bên em sẽ bán nhiều nhất. Thì cái tầm giá tầm khoảng 55 cho tới 80 thì chúng ta sẽ có dòng U1H series cao này, series tầm khoảng 3 triệu ấy. U2H này, U3H này và U3M, UIX. Thì UIX đó là ngoài ra nó còn những cái dòng khác nữa, thì đó là những cái dòng mà sẽ bán chạy nhất trong cái tập phân khúc đó. Còn cao hơn nữa thì chúng ta sẽ có dòng U30BL, U30A, W102, W106, đó. Dài lên nữa thì chúng ta sẽ có rất nhiều. Đa phần ở Việt Nam chúng ta thì sẽ có cân tầm phân khúc tầm khoảng 35 cho tới 55 sẽ bán rất nhiều dòng Yamaha. Yamaha nếu mà tầm phân khúc đó thì dòng U1E và U1G thì bán rất là nhiều. Với lại U1H cũng có, U1H cũng khá là nhiều người tin tưởng người ta mua. Đó là những cái sản phẩm mà trong dòng của Yamaha thì chúng ta có thể tham khảo những cái sản phẩm đó. Cái thương hiệu thứ hai mà piano cũ em sẽ hướng cho mình đó là dòng Kawai. Nói chung Yamaha Kawai là hai thương hiệu này hầu như là 9-10 thôi. Yamaha tốt hơn là bởi vì họ có nhiều sản phẩm hơn để chúng ta có thể lựa chọn. Còn Kawai đa phần cái tầm phân khúc sản phẩm nó cũng không quá nhiều để chúng ta có thể lăn tăn lựa chọn đâu. Thì Kawai thì giá tầm khoảng 36 triệu đổ cho tới 55 triệu ha. Thì trong cái tầm phân khúc từ 33 cho tới 42-43 triệu thì chúng ta sẽ có dòng BL31, BL51, BL61, KU1D, KU2D, BL12. Đó là những cái sản phẩm mà
trong tầm phân khúc đó. Còn cao hơn thì chúng ta sẽ có tầm khoảng từ 42 cho tới 55, thì chúng ta sẽ có là BL71 này, KF2S, KF3S, KF5S. Đó là những cái dòng sản phẩm mà Kawai cũ đa phần Việt Nam chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Thì hai cái dòng sản phẩm, hai cái thương hiệu này thì có điểm gì đặc biệt với nhau? Thứ nhất, Yamaha thì họ sẽ cho cái dòng của đa phần những cái dòng sản phẩm của họ thì họ sẽ cho ra cái âm thanh gọi là tươi sáng, có màu gọi là nó thoát âm hơn. Còn Kawai thì những cái thương hiệu dòng BL thì âm thanh âm bass nó lại trầm ấm hơn, nó nghiêng về âm bass hơn. Còn những cái sản phẩm kia thì nó đa phần những cái sản phẩm nó cũng có những cái màu sắc âm thanh chung chung cũng có luôn. Đa phần thì nói chung là những cái sản phẩm, những cái model mà em đưa ra để cho cô, để cho anh chị có tham khảo á, thì đó là những cái sản phẩm mà hầu như ở Việt Nam chúng ta sẽ bán nhiều nhất. Mình có thể tham khảo những sản phẩm đó để mình đưa ra quyết định, để mình xem đầu tư con nào nó sẽ ok. Thì cái thương hiệu thứ ba em muốn giới thiệu cho mình đó là thương hiệu Atlas. Atlas thì chúng ta có thể gọi là nội địa của Nhật, lạc dòng hoặc là thương hiệu lạ vẫn đúng, nhưng mà đây là một thương hiệu khá là nổi tiếng. Nếu mà so trong cái mặt bằng gọi là thương hiệu lạ thì Atlas có thể nói là nổi tiếng nhất trong đó. Thì họ cũng có rất nhiều những cái sản phẩm mà đa phần ở Việt Nam chúng ta sẽ bán nhiều nhất, đó là dòng Atlas M1, M2, A11K, A240, A55M. Đó là những cái tên, những cái mã hàng mà chúng ta có thể tham khảo sơ qua. Thì những cái giá của những cái mã hàng đại khái bán nhiều Việt Nam là tầm bao nhiêu thì nó rơi vào tầm khoảng 25 cho tới 33 triệu. Đó là dòng Atlas. Thì dòng này thì mình đánh giá là cái cấu trúc bên trong nó cũng rất là ổn định, cái âm thanh nó thoát sáng chứ không có dạng tù tù như những cái thương hiệu kia. Và cái model thứ tư em đánh giá nó ok, đó là cái thương hiệu Divison. Thương hiệu này á, tại sao em đánh giá nó, tại vì nó cái bộ máy bên trong nó được gia công ở trong cái nhà máy của anh Kawai. Nếu mà Kawai nó là một thương hiệu lớn rồi mà được gia công trong cái đó, tức là cái máy chúng ta sẽ rất là ổn định. Chúng ta chơi với lại âm thanh nó, mình cảm giác nó sẽ không bằng dòng Atlas. Nói chung là cái màu âm thanh thì mình sẽ cảm nhận, mình sẽ cảm nhận nó là sẽ không bằng Atlas, nhưng mà đối với các bạn thì có thể các bạn nghe nó hay hơn. Nghiêng cảm nhận riêng của bản thân mình là như vậy. Thì đó là bốn thương hiệu mà em thấy là nó ok nhất ở Việt Nam chúng ta, nó bán chạy nhất và nó có chất lượng, một máy bên trong nó ổn định, thì mình có thể tham khảo với em. Thì ngoài ra nó cũng còn các thương hiệu như là Apollo này, Fukuyama Song này, Tonika này, Victor này, Rod & Kaman và rất nhiều những cái thương hiệu khác nữa. Thì em hy vọng là những cái thông tin mà hôm nay em đưa cho mình để mình có thể nhìn tổng quan về những cái sản phẩm của những cái thương hiệu đó, thì chúng ta có thể rút ra những cái mã hàng nào đó mà chúng ta cảm thấy nó ok ha, để chúng ta có tiến tới mua hàng. Thì nói chung là về vấn đề mua đàn piano cơ cũ thì nó sẽ rất nhiều những cái chi tiết để chúng ta xem. Thì đây là cái video đầu tiên để em đi một cái chuỗi, em chỉ giới thiệu những cái sản phẩm đó cho mình thôi. Cái video thứ hai thì em sẽ nói về những cái đàn, như cái đàn này, những cái chi tiết, những cái cấu tạo của nó để cho mình hiểu rõ hơn và cách xem những cái đàn cũ thì nó sẽ như thế nào. Em hy vọng mình sẽ đăng ký kênh và cảm thấy thông tin của em bổ ích thì mình cứ cho em một like hoặc là dislike cũng được, không sao hết ha. Em rất mong là cô chú anh chị có thể góp ý cho em về những cái điều em thông tin với mình nó vẫn còn thiếu sót chẳng hạn ha. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, chào tạm biệt, hẹn ở clip sau nhé.